Giải mã giấc mơ, nằm mơ thấy gắn đen khổng lồ là điềm báo gì? Giấc mơ thấy con gắn đen khổng lồ cho thấy sẽ có những trở ngại xảy ra trong cuộc sống hoặc gia đình trong thời gian tới, dẫn đến tâm trạng bạn không được ổn định. Nếu có người kia muốn chia sẻ với bạn, hãy lắng nghe và kiên nhẫn để hiểu được cảm xúc của họ. Người nằm mơ thấy một con gắn to màu đen cho thấy rằng sẽ có những thử thách khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, điều quan trọng là giữ cho tâm trạng bình tĩnh và biết cách xử lý tốt mối quan hệ với bạn bè và gia đình, đồng nghiệp. Nếu bạn đang học tập, hãy đánh giá cao cô giáo viên và bạn bè của mình. Không nên coi các bạn cùng lớp như đối thủ, mà nên có tinh thần cạnh tranh lành mạnh với họ. Giải mã giấc mơ thấy gắn đen khổng lồ. Chi tiết nhất, người đàn ông đã ly hôn mơ thấy một con gắn đen to đen, điềm báo cho anh ta rằng mối quan hệ cũ sẽ được khôi phục trong thời gian tới. Người phụ nữ đã có gia đình mơ thấy một con gắn đen to khổng lồ, biểu thị cho việc quan hệ với người khác giới sẽ phức tạp và gặp nhiều khó khăn. Người có nhu cầu tình cảm mạnh mẽ gặp rắc rối và cuộc sống không thể thoải mái. Người trung niên và người già mơ thấy một con gắn đen khổng lồ, biểu thị cho điều gì đó sẽ xảy ra ngoài tầm kiểm soát của họ. Tuy không tốt nhưng cũng không phải là điềm xấu. Người đàn ông chưa kết hôn mơ thấy gắn đen khổng lồ, biểu thị cho sự may mắn trong tình cảm, được người khác tin tưởng, có thể kiếm được nhiều tiền và tài lộc. Người làm quan sẽ gặp một vài trở ngại và cảm thấy thất vọng về việc mình bị người khác đánh giá thấp. Tuy nhiên, hãy tiếp tục giữ tâm trạng bình tĩnh và đừng để bản thân bị ảnh hưởng quá nhiều. Nếu trong giấc mơ người yêu nhau nhìn thấy một con rắn đen khổng lồ, đây là điềm dấu hiệu của sự không hòa hợp trong tình yêu của hai người. Tuy nhiên, hãy dành thời gian để thảo luận và giải quyết mọi mâu thuẫn, tránh để chúng ta phát triển thành xung đột và gây ra tổn thương đến tình cảm của nhau. Người mới đi làm nằm mơ thấy gắn đen khổng lồ, điều này báo hiệu rằng bạn sẽ có cơ hội được làm việc với những đồng nghiệp giỏi giang. Môi trường làm việc thoải mái sẽ giúp bạn có động lực để phấn đấu hơn và sự nghiệp của bạn sẽ phát triển thuận lợi hơn. Nam giới đã có gia đình mơ thấy gắn đen to, điềm báo nguy cơ sắp ngoại tình. Vợ chồng mới cưới mơ thấy con gắn đen khổng lồ, điềm báo cho thấy sự bất đồng quan điểm và sự căng thẳng trong mối quan hệ của họ. Cần có sự trao đổi và hiểu nhau để giải quyết các vấn đề và tạo sự đồng thuận. Quá phụ mơ thấy con gắn đen to là điềm báo cho thấy người này đang trải qua giai đoạn muốn vượt qua nỗi đau mất mát đi người yêu, cần tìm cách thích nghi và tiếp tục sống độc lập. Người đầu tư mơ thấy con gắn to màu đen, điềm báo cho thấy có thể gặp những xui rủi và thách thức trong công việc đầu tư. Cẩn thận, trọng và tìm cách giải quyết để đạt những mục tiêu kinh doanh. Người thất tình mơ thấy gắn đen khổng lồ, dự báo trong mối quan hệ tình cảm gặp nhiều chuyện không thuận lợi. Tuy có nhớ nhung người yêu nhưng tình cảm giữa hai người không tốt, mộng tưởng và có nhiều dấu hiệu bất lợi. Người mang thai mơ thấy một con gắn đen to, có thể là dấu hiệu của bạn một số vấn đề trong thai kỳ, cần phải đi khám bác sĩ để kiểm tra sức khỏe của thai nhi. Người chuẩn bị đi du lịch mơ thấy con gắn đen to khổng lồ, báo rằng chuyến đi sắp có thể gặp phải một số khó khăn. Tuy nhiên, nếu chuẩn bị tốt
và cẩn thận, bạn có thể vượt qua được chúng. Người bị phản bội mơ thấy rắn đen khổng lồ điềm báo rằng bạn sẽ gặp phải nhiều thử thách và khó khăn trong tương lai, nhưng hãy kiên nhẫn và cố gắng, bạn sẽ vượt qua được mọi chướng ngại. Nam giới mới cưới vợ mơ thấy rắn to đen biểu thị cho mối quan hệ gia đình có nhiều bất đồng bất hòa, do đó cần có sự khoan dung, tránh đối đầu trực tiếp với người lớn trong nhà. Sinh viên đại học nằm mơ thấy rắn đen khổng lồ cho thấy có nhận thức sâu sắc về yêu cầu của nhà tuyển dụng, sau đó điều chỉnh biểu hiện của mình tốt hơn, tin rằng mình có thể đạt được kết quả tốt hơn. Phụ nữ đang yêu mơ thấy con rắn to màu đen, đó là dấu hiệu của việc sớm hòa giải. Du khách đi nước ngoài mơ thấy con rắn đen to điềm báo nên dừng lại việc đi lại hoặc hoãn chuyến đi. Người làm kinh doanh mơ thấy một con rắn khổng lồ màu đen cho thấy công việc sẽ gặt hái được nhiều thành công, doanh số bán hàng cao ngất ngưỡng, được lãnh đạo coi trọng. Nhân viên ngân hàng mơ thấy một con rắn màu đen cho thấy sẽ đi vào con đường của chính mình và dẫn đến phá sản. Các nhà quản lý công ty có giấc mơ này dự báo sẽ góp phần thúc đẩy sự nghiệp của họ phát triển lên một nền tảng sự nghiệp cao. Người bệnh nằm mơ thấy một con rắn to màu đen, điều này cho thấy một số bệnh đã được cải thiện, có thể sẽ tái phát trong thời gian tới. Nằm mơ thấy rắn đen khổng lồ đánh số mấy. Bên cạnh những điềm báo tốt xấu trong tương lai sắp tới, giấc mơ thấy rắn đen khổng lồ cũng cho biết thông tin về những con số may mắn chính xác. Mơ thấy rắn đen khổng lồ là một trải nghiệm tâm linh khá đặc biệt. Đó có thể là điềm báo tốt, cũng có thể là điềm báo xấu, tùy thuộc vào tình hoàn cảnh. Chúng ta có thể sử dụng trải nghiệm này để phân tích cho bản thân, đánh giá những điều đang xảy ra trong cuộc sống và chuẩn bị cho những thay đổi sắp tới.